Galaxy Fold lại cháy hàng tại Trung Quốc. Sau khi khắc phục lỗi thiết kế, Galaxy Fold của Samsung dường như đang có doanh số rất tốt mặc dù nó có giá không hề dễ chịu. Galaxy Fold đã ra mắt tại vài thị trường, nhưng thị trường mới nhất của nó chính là Trung Quốc. Vài ngày trước, tài khoản Weibo chính thức của Samsung đã thông báo rằng, lô Galaxy Fold với giá hơn 2.000 đô la Mỹ mỗi chiếc đã hết veo chỉ sau 5 phút mở bán. Giờ đây một báo cáo mới lại cho biết, một lượng smartphone màn hình gập Galaxy Fold cũng bán hết nhanh chóng trong ngày 11 tháng 11 vừa qua tại Trung Quốc. Tuy vậy, Samsung đã không tiết lộ số lượng Fold mà hãng bán được trong cả hai lần này. Nếu chỉ có khoảng 1.000 chiếc Galaxy Fold được bán ra trong 5 phút thì điều đó cũng không mấy ấn tượng, đặc biệt là tại thị trường đông dân số một thế giới Trung Quốc. Nhưng rõ ràng đã có nhiều người bỏ ra số tiền lên tới 2.288 đô la Mỹ để sở hữu Galaxy Fold, thay vì Mate X của nhà sản xuất trong nước Huawei. Điều đáng tiếc là Samsung đã không cung cấp biến thể Galaxy Fold 5G. Đây rõ ràng là nhược điểm lớn đối với lượng khách hàng tiềm năng đang sẵn sàng chờ đón sự ra mắt của mạng 5G tốc độ cao.